Thế theo yêu cầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo tiếng ngựa phi nha, hay là gọi là điệu tango á. Cái này trong mấy clip của Định thì thầy Thiện Đạt hay đánh á. Thì đầu tiên là cách đơn giản nhất là các bạn sẽ mình sẽ dùng, có thể là tay nha, dùng ngón ngón tay như là cái phím vậy, hoặc là mình dùng thẳng luôn một cái phím. Đơn giản nhất là mình đánh xuống lên xuống, đánh mình nhắm hai sợi thôi nha, xuống lên ngắt, mình sẽ làm mẫu các bạn coi nha. Nhìn đơn giản vậy nhưng mà mình cũng phải tập mất một tí thời gian nha. Bây giờ này mình cầm cái phím vô, hoặc là nếu các bạn không cầm cái phím á thì mình sẽ cầm cái tay đi ha, mình dùng cái tay hoặc cái phím nha. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình dùng cái định chỉ cái phím trước đi cho nó đơn giản, tại vì tay phím gì thì cũng phải chụm lại trang nhau, như mình đang đánh cái phím phải có cái móng ra mới đánh được. Nè mình sẽ đánh nè, bụp bụp, đầu tiên là cái bụp ngắt nha, mình chú ý dùng cái tay phải để ngắt này, cái tiếng vậy nè, nếu không ngắt là tiếng vậy. Còn ngắt này, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên bùm. Rồi đơn giản là bùm một nè, mình tính nó ba bốn nhịp nha, các bạn có chuẩn bị nhầm nha. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, là cứ trung bình là cái bùm đầu lấy đà bỏ nha. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, là lại nha. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm. Đây mình đang bấm la thứ bậc 5 nè, la thứ này 1 nè, ngăn 1 nè, để cái tay theo cái thế này được rồi. Chủ yếu là mình dùng hai ngón vô cũng được, tại mình đánh có hai sợi à, nhưng mà để mấy cái này cho nó lỡ mà nó có đánh hố sang, nó hố sang cọc dây khác thì nó cũng không có bị vang cái âm như này. Nhưng mà để ngón này vô luôn, bùm xuống lên ngắt, hoặc là các bạn chặn luôn bậc âm được không sao. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, nè cái phím mình nè, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Này mình phải cố gắng, mình tập cũng hơi lâu nha. Xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên xuống, tức là xuống lên xuống phím, cái chiều phím là cứ xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống. Nhớ đến nhanh thành vậy nè. Mừng tượng giống như tiếng ngựa chạy á. Ví dụ như mình có thể là dùng cái này, mình bịt cái sợi dây lại những lần này. Hoặc bỏ ra. Nè, nhắc lại nha. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Bùm, mình chuyển sang từ la nè. La thứ nha, mình chuyển sang đô trưởng bậc 8 nè, để mình giữ lên 8 là cái thế, thế đô trưởng. Thì thực ra cái ngón này mình quen tay mình bấm vô thôi, chứ nó cũng xài hai dây dưới nha. Nè, bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, qua đô nè, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, rê, đô nè, đô là bậc 8 nè, rê lên bậc 10. Mình dùng ba sợi, hai sợi dưới thôi nè. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, tức là cái bùm, cái bùm đầu mình lấy đà, nhưng những cái sau lẫn bùm bùm là cái bùm vô luôn á. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm, là lên cái mi nè, bùm xuống lên ngắt. Đó là mình lúc này là đánh quá ngang 12 rồi. Nếu như mà các bạn xài cái đàn mà eo nó có cái eo đây thì mình chịu khó mình bỏ cái tay vòng lên đây một cái nha, tại vì cái đàn này nó 10 acoustic, nó 14 ngăn lận. Nhưng mà nếu như cái đàn của mình là đàn classic á,
thằng nông có eo thì mình vòng cái tay như vậy nè, mình đến hai hai cộng thôi. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Bùm bùm. Ok, đó mình làm lại chậm nha. Bùm xuống lên ngắt, xuống lên ngắt. Trường hợp mà khi báo á, mình thấy người ta có cái này mình phải canh nhịp nha, ví dụ như mình canh 1 2 3 4, hạ mình đánh nè, 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó mình đếm nè, mình sẽ để cái ngón tay nè, ngón 2 nè, mình đè ngay cộng 12 ngón 2 nha, thường thường ngón 2 dễ đi hơn mấy ngón kia. Đây là cân, mình tremolo vô, là tức mình đánh đều hai sợi này. Mình kéo luôn thì dần, mình cái tay này cứ đeo nha, tay này cứ xuống lên xuống lên xuống lên. Đây mình kéo như dần. Vì chẳng hạn như vô bài ngựa hoa ngựa đó, ví dụ vậy. Đó là một cách của Django nha. Nếu các bạn đánh bằng cái tay nè thì nó vậy, cô y vậy luôn nè. Mình chậm như cái phím thôi. Còn trong trường hợp thì cái này hơi khó, thì bạn nào làm được cái này thì có gì cứ inbox cho Định qua Zalo hay là Face Định chỉ thêm mấy con. Có mấy cái mà mình làm bằng tay cho đẹp hơn chẳng hạn như là. Đó, chẳng hạn như mình dùng thêm ngón để cho nó đẹp hơn. Thì còn cái kiểu thứ hai là cái kiểu của Django mà cái này thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà nó sẽ đánh một cái quãng 8, tức là hạn nhớ là với nước lá. Thì cái này á, các bạn sẽ chịu khó tập cái quãng 8 này, nó chạy hạ nước là mình sẽ đánh chỉ 2 mẫu nha, là đi với lá nè, mình đánh là bùm. Chỉ là bùm tăng 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 là nó cứ vậy, làm nhanh lên thôi. Rồi mình đôi khi người ta đổi bass này, bùm tăng tăng bùm tăng tăng bùm tăng 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 bùm, ta đổi nhưng mà nguyên tắc nó cũng vậy thôi, các bạn tập được. Thì trên cái thế tay mình á, mà nếu đánh guitar thì nó thành mi này, mi mi này. Ví dụ các bạn đánh la đi nha, các bạn đánh son thì nó thành cái thế son 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 này, thì cái thế tay nó vẫn vậy luôn. Ngựa hoan nào dẫm nát cây bưởi, nào dẫm đó. Thì thường đây là một cái kiểu thứ hai nha, cái kiểu thứ hai của kiểu thứ hai của Django. Thì các bạn đó, mình giới thiệu sơ cho các bạn như vậy thôi. Rồi có gì mình tập, có thắc mắc gì thì cứ inbox hỏi Định nha. Thực ra trên nguyên tắc là dù mình đánh tay hay đánh phím gì thì nó cũng sẽ ra được thôi. Chẳng hạn như là bây giờ như tay mình không thích đánh chỗ đó, mình quạt nó cũng sẽ ra. Ta tiết tấu Django cứ bùm chuyển thành như là.
là điệu Django nha mấy bạn, phân biệt với chẳng hạn cha cha nè. Cái điều cha cha nó khác Django là cái tiết tấu như ngựa chạy vậy nha. Đó rồi, chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.